Cherry Harry. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thứ tự các trang mạng xã hội SNS được dùng nhiều nhất ở Hàn Quốc nhé. À, lần trước có một số bạn hỏi, trời ơi, SNS là gì? SNS là viết tắt của Social Network Service. Nó nghĩa là những trang mạng kết nối mọi người bằng online. Nó hoàn toàn khác với những ứng dụng tin nhắn. Ngoài ứng dụng tin nhắn và YouTube, mình sẽ chia sẻ trình tự các ứng dụng được yêu thích nhất nhé. Và trình tự này không dựa trên số lượng người đăng ký, nhưng dựa trên mức độ yêu thích và lượng sử dụng của người dùng. Xếp hạng thứ 5 là Instagram. Gần đây, số người dùng Instagram tăng lên rất nhanh ở Hàn Quốc. Mấy tháng trước, Instagram Mỹ phát biểu rằng họ sẽ mở rộng dịch vụ quảng cáo từ 8 quốc gia tăng lên 30 quốc gia. Và Hàn Quốc là một trong số đó. Nó nghĩa là người dùng Instagram tăng lên rất nhiều ở Hàn Quốc. Mình nghĩ rằng vì chức năng của Instagram chủ yếu là hình ảnh thay vì chữ. Và việc sáp nhập chung với Facebook, tự nhiên làm người dùng Facebook bắt đầu dùng Instagram. Gần đây, nhiều idol, diễn viên Hàn Quốc dùng Instagram và số người dùng Instagram chắc chắn sẽ còn tăng lên trong thời gian đến. Thứ tư là Naver Cafe. Naver Cafe là cà phê trên Internet thuộc bản quyền Naver, công cụ tìm kiếm dữ liệu lớn nhất Hàn Quốc và là mạng trang xã hội online, nơi chúng mình có thể đăng ký thành viên và cùng hoạt động trong lĩnh vực mình quan tâm, yêu thích. Hàn Quốc gần như là quốc gia duy nhất sử dụng công cụ tìm kiếm riêng biệt thay vì Google. Vì nếu mở Naver hay Time, hay trang web lớn nhất Hàn Quốc này, mọi tin tức, thông tin đều được chia theo thể loại và chúng mình có thể đọc hay xem những video, bài viết ngay thời điểm đó. Dù mình là người Hàn Quốc nhưng cũng thấy Hàn Quốc thực sự rất thú vị nữa. Theo dữ liệu năm 2017, trong Naver Cafe có khoảng 200 triệu kênh cà phê tồn tại và có sức ảnh hưởng rất lớn. Thứ ba là Facebook. Các bạn ơi, thứ ba là Facebook. Facebook không phải là vị trí thứ nhất. Trời ơi, khi mình còn là học sinh cấp 3, Facebook là SNS hot nhất và có tính cách mạng đến nỗi nếu không dùng Facebook, chúng mình không thể nói chuyện với nhau được. Bây giờ, 7 năm đã trôi qua từ lúc đó, những người xung quanh mình đều dùng Facebook không phải để kết bạn hay công khai thông tin riêng, hình ảnh cá nhân, mà chỉ để chia sẻ thông tin hay video thú vị nào đó và thỉnh thoảng comment vài câu thôi. Tất nhiên, đối với các bạn trẻ từ 15 tuổi đến 29 tuổi, Facebook là SNS được yêu thích nhất, áp đảo đến nỗi 9 người trong 10 người dùng Facebook. Nhưng những người hơn 30 tuổi dùng SNS khác nhiều hơn Facebook. Vị trí thứ hai thuộc về Naver Band. Naver Band. Mình cũng rất ngạc nhiên về thứ từ này. Thứ hai là Naver Band. Naver Band cũng là SNS do Naver thành lập. Nó hơi giống Facebook nhưng phạm vi được dùng chủ yếu giữa công ty, nhóm cá nhân hay câu lạc bộ v.v. Ứng dụng này được những người hơn 30 tuổi sử dụng nhiều. Nhưng bạn trẻ tuổi không dùng Naver Band. Sự thật đáng ngạc nhiên là ứng dụng này có lượng người sử dụng ngang bằng KakaoTalk, ứng dụng tin nhắn được dùng nhiều nhất tại Hàn Quốc. Tham khảo thêm, người dùng KakaoTalk là 42 triệu người và dân số Hàn Quốc là 51 triệu người. Cuối cùng, vị trí thứ nhất chính là Kakao Story. My Story. Kakao Story. Yeah. Kakao Story là SNS do KakaoTalk thành lập, có thể xem như là Instagram phiên bản Hàn Quốc. Lần đầu tiên được ra mắt nhờ KakaoTalk, Kakao Story cũng nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của người dùng. Nhưng bất ngờ bị thất bại. Bây giờ những người dùng ứng dụng này chỉ là những bạn trẻ tuổi, mẹ có con nhỏ, những người vẽ truyện tranh online thôi. Nhưng vì Kakao Story dễ dàng kết nối với KakaoTalk nên ở trong nước, số người sử dụng và tỷ lệ được dùng vẫn cao nhất ở Hàn Quốc. Kết luận là giữa những người từ 15 tuổi đến 29 tuổi, Facebook và Instagram được dùng nhiều nhất. Và dù không phải là SNS, nhưng YouTube cũng được dùng rất nhiều.
từ 30 tuổi, Neverland và Kakao Story được dùng nhiều nhất. Dù sao, mình cũng rất ngạc nhiên ở Hàn Quốc, SNS Trung nó có lượng người sử dụng nhiều hơn SNS của Mỹ. SNS mà các bạn thích nhất là gì nào? Ok, video này kết thúc tại đây. Nếu các bạn thích video này, đừng quên thích và subscribe! Annyeong! Yesterday day 너가 바로 소녀였을 때 yeah.